cùng mua sắm. Chương trình bán hàng giảm giá đầu tiên xuất hiện trên truyền hình, phát sóng vào lúc 20:30 đến 21:00 hàng ngày trên BTV3. Từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 5 tháng 9, khi mua bánh Trung thu Phúc An, quý vị chỉ phải trả 120.000 đồng cho hóa đơn 200.000 đồng. Nhà hàng món ăn Pháp Le Jardin de Saumai với không gian sang trọng ấm cúng giảm 50% tất cả các món ăn niêm yết trong menu. Nhà hàng món nướng đậm chất châu Mỹ Houghton Grill giảm 50% trên set thực đơn tại nhà hàng. Hãy nhanh tay đặt mua voucher giảm giá của chương trình cùng mua sắm bằng cách gọi điện thoại về số 0854012222 hay nhắn tin BTV rồi gửi tới số 6085 hoặc truy cập vào website cùngmuasam.net. Tất cả chỉ có trong chương trình cùng mua sắm. We'll be right back.